Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Đi mua đồ ăn. Thấy xe đậu kế bên cho mình cũng cảm thấy vui vui. Cho nên live stream để chia sẻ với anh chị các bạn thấy. Ở Việt Nam mà xe như vậy làm sao mà qua được kiểm định, anh chị các bạn thấy không? Cuộc sống mưu sinh ở Mỹ với xe. Hồi tôi cho các bạn coi cái đầu cái đít cái đuôi nó móp banh chành đó. Đằng trước thì nó lấy ốc vít nó dặn lại. Đấy, nó dặn cái đầu lại. Đấy, cái nắp capo thì dặn bên này, cái đèn ở đằng trước thì nó có, nó phải gắn hai cái đèn LED, đèn xi nhan nó tự chế ra. Đấy. Ở Việt Nam mà xe vậy là đâu có qua được kiểm định anh chị các bạn, không có qua được. Nhưng mà ở Mỹ thì Mỹ sao là đèn cháy sáng là chạy à. Vô bên Mỹ nó đăng kiểm á, nó chỉ đăng kiểm khói, cái lượng khói với lại nó coi xăng rồi cái dàn xả khơi xả khói như thế nào thôi, chứ không phải như Việt Nam. Ở Việt Nam các bạn đi kiếm mò, đi mò đốt đuốc đi tìm coi có ai chạy xe giống vậy không. Vậy á, mà mấy ông mà yêu nước Mỹ, mỗi lần mà tôi live stream mà tôi nói nước Mỹ, chứ sao mà nói nước Mỹ ai cũng xếp hàng rồi đi qua Mỹ hết trơn rồi. Trời đất ơi, người ta xếp hàng, người ta đi qua Mỹ, rồi những người ta đi ăn học, những người ta có cái đời sống vật chất nó cao thì người ta đi qua Mỹ, người ta học hỏi rồi người ta tìm những cái hay. Còn mình thì cái thứ mà lao nô qua thì sống toàn là lao nô không, mà đụng tới nước Mỹ là bắt đầu thằng Lợi Minh nói xấu nước Mỹ của tao, thằng Lợi Minh về Việt Nam ở đi. Bạn thấy cuộc sống con người ta ngày hôm nay họ ảo huyền vậy lắm, họ ảo mộng vậy lắm. Cái đèn xuống các bạn thấy đẹp không? Đấy. Đèn xuống nhìn đường phá đường xá xe cộ lung linh ánh đèn, ai cũng đi xe hơi xe ô tô không à. Bởi vì cái con người ta ngày hôm nay họ sống họ 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 ảo tưởng ghê gớm lắm. Cái con người khi mà cái chủ nghĩa vật chất nó lên ngôi rồi, các bạn biết nó biến đổi con người ta kinh hồn. Khi mà họ lấy cái chủ nghĩa vật chất làm cái trở thành cái gọi là cái thước đo lòng người, anh chị các bạn, mà ngay cả mấy cái thằng mà linh mục mà gọi là núp bóng nhà tu, rồi như cái thằng Nguyễn Ngọc Nam Phong đồ, thằng thằng Nam đồ, họ mấy cái thằng mà linh mục mà tối ngày lợi dụng cái quyền tự do dân chủ Việt Nam chống phá xuyên tạc, các bạn thấy gần đây tụi nó nói về vấn đề mà đất đai rồi cũng vậy, là nó cho là đất đai của giáo hội Công giáo. Đất đai nào của giáo hội Công giáo, khi đất đai bất cứ quốc gia nào gì, ngay cả Mỹ cũng vậy, nó người ta làm về vấn đề lợi ích công cộng là phải chính phủ được quyền lấy. Trong tiếng Anh nó gọi là eminent domain, tôi không biết tiếng Việt cái dịch là làm sao, tôi không biết. Các bạn biết eminent domain đó, nó rất là mạnh, nhà cửa cơ sở nhà thờ không biết, khi mà chính phủ cần đất đó không cần biết ai quản lý ai giữ ai làm gì, không cần biết là chính phủ lấy. Đấy, nó gọi là eminent domain. Đây. Chứ không phải giống như mấy cái thằng bây giờ ở Việt Nam, như thằng Nguyễn Ngọc Nam Phong rồi núp bóng tôn giáo rồi tào lao mà làm ô nhục đạo giáo. Bởi vì cái những cái nhóm công giáo mà cực đoan, tôi nói chị các bạn, tụi nó lợi dụng cái chiếc áo nhà tu rồi đi suối con nít đi ăn cứt gà. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho những cái người dân mà họ mê muội, họ đặt cái niềm tin vào tôn giáo nó sai chỗ,
cho mấy cái thằng như là Nguyễn Ngọc Nam Phong, rồi cái thằng Nam, rồi cái lúc trước rồi cái thằng Duy Tân, rồi cái lão họp, cho các bạn thấy toàn là những thành phần gọi là ngu muội, đem cái tôn giáo, sử dụng cái tôn giáo làm cái liều thuốc phiện, cái đặng mà ru ngủ những cái người dân, những cái người tín đồ, các bạn thấy rất là đáng tiếc. Bây giờ các bạn, tôi nói tôi không có chê bai bất cứ một tôn giáo nào, bởi vì không có đạo xấu, xấu thì chỉ có con người ta thôi. Như có mấy cái đám mà núp bóng tôn giáo, nó làm những cái chuyện tào lao mía lao thôi. Các bạn thấy cái người công giáo, mà cái nhóm mà rồi tôi gọi là cực đoan đó, họ dùng cái tôn giáo trong cái vấn đề mưu đồ chính trị đó. Những cái quốc gia mà như các bạn nhìn thấy Nam Mỹ đấy, những cái quốc gia mà nó dùng tôn giáo thành thành cái gần như là cái quốc giáo đó, đời sống của người dân đó, rất là khổ đó, họ bị lôi cuốn vào đó, nó dùng cái chính sách mưu dân. Mà các bạn thấy dân Nam Mỹ phần nhiều là họ đi theo cái chủ thuyết công giáo. Dân Nam Mỹ nghèo chứ mẹ, họ khổ, các bạn thấy nó sống kế bên thằng Mỹ, kế bên đó, mà nó nghèo. Tôi nói luật pháp của nó thì nó loạn, thằng Mexico á nó tệ còn hơn Việt Nam, tại nhiều người họ không biết thôi, qua bên đó loạn chọn rồi tiêu đó, đụng vô pháp luật của thằng Mexico, nó chơi luật giang hồ mà. Nó mà bắt nó phạt, rồi mà cãi nó phạt nặng hơn nữa, nó bỏ tù rồi không biết ngày nào về. Có nhiều dân Mỹ qua bên đó rồi cái bị nó lấy cớ nọ, nó bắt nó làm tiền, chỉ cần đi vô trong quốc gia của nó mà mang súng hay là mang dao hay mang những cái vũ khí gì mà có tính chất mà sát thương á, mà nó bắt nó bỏ tù, nó bỏ tù nó muốn thả là thả. Có nhiều ông Mỹ đi qua xong mà bỏ tiền chuộc về được tới đất biên giới, ngồi nằm xuống gọi là quỳ lại hôn nước nước Mỹ, sợ quá chừng sợ. Những cái thành phần mà nó bị tôn giáo tẩy não, các bạn biết nó ngu muội lắm, nó lấy cái niềm tin tôn giáo thành cái tiêu chuẩn của tụi nó, để đặng mà nó biến người dân thành những cái con cù, các bạn biết, thành những cái con vật mà biết nói. Tôi nói thật, các bạn nhìn thấy tụi Trung Đông Hồi giáo đấy, rất là một cái được điển hình, dân rất là khổ, người dân sống bị cái gì cũng vậy, nó đem cái niềm tin tôn giáo qua nó dọa. Như tụi thằng Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong rồi thằng Tăng rồi thằng Mặt Địch Nam rồi, các bạn thấy mấy cái thằng mà tôn công giáo mà cực đoan á, những tín đồ nào tín hữu nào mà chống lại nó coi, là nó tìm cách nó cô lập người ta, nó dùng những cái người tín đồ ở cái khu vực đó nó cô lập người ta, nó loại người ta ra khỏi cái trong cái lợi ích tôn giáo của nó độc tôn, rất là ghê gớm. Cho nên xã hội ngày hôm nay có nhiều thằng mà nó núp bóng tôn giáo, tôi nói chị các bạn, mấy thằng đó rất là bỉ ổi, mấy thằng đó rất là bỉ ổi, vô liêm sỉ, nó rất là thú tính chứ không phải đâu, bề ngoài nó làm giống như nó là một cái chăn người chăn bày chăn chiên đạo đức, nhưng mà trong lòng nó toàn là dao răm không. Cái thằng Nguyễn Ngọc Nam Phong, cái thằng tào lao mới lao, bởi vì các bạn thấy tôi nói về vấn đề tôn giáo, công giáo ngày càng sa sút về những cái tên mà linh mục thoái hóa. Việt Nam ngày hôm nay thì nó còn tồn động bởi vì cái xã hội dân chủ của Việt Nam ngày càng được mở rộng ra, đụng đến tụi nó là tụi nó khóc ầm ĩ lên là Việt Nam không có tôn giáo, không có tự do tôn giáo. Nó lợi dụng cái áo nhà tù mà. Thôi thì mình like tới đây, mình xin tạm dừng. Xin chào quý bạn, chị các bạn nha. Bye 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 bye.